Giữ giùm anh nha, được không? Anh giữ giùm anh đi nha. Sao nôn? Tôi nôn chưa? Dạ nôn lắm. Nói với bạn gái anh nôn sao đó? Anh nôn được nắm tay em. Tự nhiên anh nôn được nắm tay em. Anh nôn được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Anh nôn được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Quá là ngọt ngào. Bây giờ mình ôm ra luôn cái cảm xúc nào. Ôm vô cái coi. Ôm cái coi. Đứng nguyên, đứng nguyên nha. Đang chứ, đang chứ. Đứng nguyên nha, y nguyên nha, chưa nha. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tươi. Sinh năm 1993, hiện tại làm việc ở Tiền Giang. Nguyễn Văn Tươi hả? Dạ. Cười tươi xuống xíu nào. Tươi lên. Đó, đúng rồi. Tươi là phải tươi nha tươi. Dạ. Tươi làm gì ở Tiền Giang? Dạ em làm đồng, kỹ thuật sửa ô. Làm đồng. Ở huyện nào tươi? Huyện Châu Thành. Châu Thành là trung huyện anh ha. Dạ. Đồng hương luôn nha. Giờ cụ thể em làm gì nè? Sửa chữa cái phần xe bị tai nạn. Tức là làm đồng xe đúng không? Dạ. À, mời nhà gái. Dạ, trước tiên em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan và toàn thể quý khán giả trường quay ạ. Em là Nguyễn Thị Thúy Linh, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là điều dưỡng. Quê gốc của em là Sóc Trăng ạ. Em làm công việc và sinh sống là tại Cần Thơ ạ. Tôi có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, em thích nhất là học hỏi và tìm hiểu thêm những vấn đề mình không biết. Mình phải làm cho được. Đúng rồi. Dạ, còn khuyết điểm của em là em hơi em nóng tính thôi. Nóng tính hả? Dạ. Vậy mà nóng gì nóng nổi trời. Nóng lên làm gì? Nóng cái như bỏ đi chỗ khác xong sẽ làm lại. Nóng lại hả? Dạ, sẽ làm lại những chuyện đó. À, tưởng đâu nóng đi bỏ chỗ khác hồi quay rồi nóng lại. Dạ, không có. Không có đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không Tươi? Dạ, tật xấu thì em cũng giờ chưa biết nữa. Chưa biết nữa. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em thì biết học hỏi. Ừ. Còn nhược điểm của em là hơi nhút nhát chứ. Em thích nấu ăn nhưng mà em nấu ăn không ngon. Thích nấu ăn mà nấu ăn không ngon hả? Không, khi mà người ta yêu rồi thì cỡ nào người ta cũng đúng ngon rồi. Em ơi, yêu rồi là không có gì mà ấy hết trơn á. Mấy mối tình rồi Tươi? Dạ được 2 mối. 2 mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Dạ lâu nhất là 5 rưỡi. Lâu nhất 5 rưỡi. Tha thiết sâu đậm không? Dạ cũng có. Cũng có hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ nhiều cái vấn đề nên cãi nhau nên chia tay. Cãi nhau á hả? Dạ. Cãi dữ dội không? Dạ dữ mới chia tay. Em cãi dữ hay bên kia cãi dữ? Dạ bên kia. Bên kia? Dạ. Rồi em cũng có cãi lại không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Dạ. Cãi mấy lần mà chia tay vậy? Đâu 4-5 lần gì á. Trời ơi. Làm gì cãi lộn với gái vừa trời. Nhiều vấn đề nói không có đúng. Không đúng mình cãi lại hả? Dạ em hơi tức. Sao không nhịn ta? Nhịn nhiều quá rồi. Nhịn nhiều quá. Dạ. Giờ bà kia bà cãi dữ lắm luôn hả? Dạ. Giờ là chia tay thôi. Dạ. Chào em gái. Đó nghe mà nhà trai tôi chưa? Nhà trai tôi đừng có cãi lại. Cãi là cãi lại luôn á. Có hay cãi lộn không? Dạ nếu mà cãi lộn thì mình phải nhường xíu anh để ai nhường sống. Thì thí dụ như một bên nóng mà mình phải một bên nguội. Nhưng bây giờ là ai nhường là bên trai tôi không nhường rồi đó. Cãi là cãi lại luôn á. Rồi bà nhà gái có nhường không? Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Nhà gái tôi cũng không nhường đâu. Đừng nhường em. Đừng nhường. Nhường không? Không nhường. Ủa tôi hỏi đang hỏi cô gái này là nhường không? Dạ nếu mà anh nóng quá thì em sẽ im lặng. Ờ, thấy chưa, nhường thấy chưa? Ai như cô vậy cô? Im lặng mới nguy hiểm đó, im lặng là đi luôn. Lúc nóng giận á, mình nên im người, một người nóng, một người nguội. Ừ. Để trong khi nào người đó nguội xong rồi mình sẽ nói lại những cái điểm thấy sai chưa? Ra đây là ưu điểm của cô gái. Người ta biết nha. Nhường nhịn đó, đó thấy không? Bên đó mấy mối tình rồi? Em có mới có một và diễn tìm hiểu thôi. Thấy cũng không hợp nên em lo cho công việc của em. Thì công việc của em thì ngành điều dưỡng nên không có thời gian. Đúng rồi, ngành điều dưỡng là vất vả lắm á. Cứ lo cho người ta không à. Cuối cùng cái người mà đúng ra mình phải lo, không lo cái người ta bỏ người ta đi. Thấy điều dưỡng là kiên nhẫn lắm á. Biết yêu thương. Ừ, biết yêu nói thương người khác. Nói chung là cô gái này là được. Ngon lành đó. Nhà trai tôi vậy đó, dễ thương lắm, qua coi giùm. Đây, đi. Qua coi Tươi coi. Rất là Tươi, đó, cười Tươi là dạ, cười chào Tươi. Đó, Tươi chưa? Tươi. Đẹp trai lắm à. Vậy là Tươi mà, dễ thương tất Tươi ngầm. Bên đây cô gái dịu dàng miền Tây Sóc Trăng em hả? Dạ, ở huyện nào? Dạ huyện Ngã Năm anh. Ngã Năm hả? Là có cái chợ Ngã Năm đó đúng không? Dạ,
Rồi, chờ nổi ngã năm. Bây giờ nè cô gái, chị Lan đang ở bên nhà trai rồi. Em hãy nói là những cái tiêu chí chọn người đàn ông của mình đi. Chị Lan ngó coi là có đáp ứng được hay không. Có công việc ổn định. Chứ nói chung là biết cách cư xử, đừng gia trưởng là được. Ông anh này thì được đó, dễ thương đó, nhưng mà có tật hơi cãi lại thôi. Không, tại người ta cũng nhịn dữ lắm rồi, cho nên là dữ lắm, mình dữ lắm thì người ta mới cãi thôi. Cãi mà hai mối tình đi luôn rồi đó. Em muốn có một người bạn trai mập ốm cao thấp như thế nào? Dạng như cũng tương đối dễ nhìn. Bên đây nhìn cái là thấy liền, dễ nhìn liền lắm. Tươi đẹp trai cũng có tươi, lúc tươi lúc không. Cố gắng tươi. Cố gắng tươi á, cười đẹp trai mà. Bạn trai có mong muốn về người phụ nữ mình như thế nào? Dạ, em không có mong muốn gì hết. Em trọng bạn gái hiểu chuyện, biết cư xử và biết lo cho gia đình. Nhìn được mắt thôi, chứ không cần quá đẹp. Ủa sao hai đứa copy bài nhau hay gì vậy? Nhưng mà ví dụ bên đây cãi quá thì sao? Tùy theo công chuyện để mình cãi lại hay không cãi lại chứ. Không, bên kia không cãi đâu, bên kia là nhịn đó. Dạ. Bên đây ta kiên nhẫn lắm, ta nhịn. Nhịn đợi nguôi nguôi rồi xử à, sao? Tôi không nghĩ mặt này là cãi ta. Chứ cãi lộn bạn gái cãi sao đâu. Lúc đó làm sao, lúc đó làm sao? Chống nạnh. Chống nạnh. Thì hơi lớn tôi tiếng. Tôi nói thôi. Vậy mà em không nghe. Thì lớn tiếng. Đúng thôi. Lớn tiếng rồi hả? Dạ. Thì chia tay luôn hả? Dạ. Bởi vì thôi mình mốt mình thương người ta thôi, mình ráng nhịn, nhịn được bao nhiêu đó thời gian rồi thì mình nhịn nữa đi. Thì khi nào mà mình cảm thấy không hợp nữa thì thôi. Dạ. Mình cứ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, ờ thôi em anh không hợp. Dạ. Nhau thôi. Chứ mình cãi nhau với phụ nữ là gì? Hay tôi đi với ai tôi? Dạ anh em đi mình. À, mình. Dạ. Rồi. Có không ai lo? Có, tôi dân Tiền Giang tôi lo cho. Rồi sao em gái đi với ai? Tại vì gia đình em như đồng nghiệp của em giờ nha, giờ hành chính á. Nên không có cũng thời một gian. Mình đúng không? Dạ. Hai người mình để tôi để mai lo. Mỗi lo luôn. Bây giờ rồi. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Bước tới liền. Quá giờ trái tim bự rồi. Chào em. Dạ. Này có món quà tặng cho em. Dạ. Nghe lần đầu tiên gặp anh. Tại vì em cũng đi gấp quá, em có thời gian rồi nên không có tặng gì. Rồi. Hai bạn đứng sát sát vào nhau cái coi. Đầu đứng sát với nhau coi hợp không? Đẹp đôi. Đó. Như mọi người. Được không? Bây giờ trở về ghế ngồi đi Tươi. Quay mặt qua đối diện với nhau nói chuyện đi nè. Tươi thấy bạn gái mới quen sao nè? Em thấy thì sao? Nhìn thì cũng cũng tươi. Anh thấy em chắc hiền quá hả? Dạ cũng dạng như là cũng điềm đạm. Ừ, thấy ít nói mà thấy anh hiền. Vậy là không có người cãi với em rồi đó Tươi. Em không có cơ hội cãi lộn đâu thiệt. Dạ, cãi lộn mà cãi đã lâu quá hay sao vậy chị? Thế như ví dụ mình có cãi lộn á, cãi rồi đợi lâu quá rồi sao? Chứ chưa hiểu lắm. Là đợi câu trả lời lại á. À tức là ý em là giờ là muốn cãi lộn để cho rõ ràng đúng không? Chứ em không muốn im lặng đúng không? Mà cãi mà cứ đứng hoài không nói chuyện, không cãi lại cho người ta cũng khó chịu lắm á. Dạ. Tức là cãi là phải cãi lại hả? Dạ. Ừ. Xong rồi im lặng rồi quà, chứ cãi đứng lại hơi lâu. Ừ. Những lúc đó thì kêu chị tới chị cãi phụ. Trời ơi. Người ta muốn người đối phương của ta phải cãi lại. Muốn vậy được không em? Không phải mà cãi lộn là cách tốt nhất. Nếu cãi lộn thì sẽ không hạnh phúc đâu anh. Nè bây giờ nè em thích sự ôn hòa đúng không? Nói là nói cho nó vui thôi. Chứ mà thật sự là muốn gia đình không bao giờ cãi lộn. Tại vì chén bát trong sống khi nào mà không khua. Nhưng mà mình muốn là vợ chồng nói với nhau. Chứ đừng có im lặng và làm chuyện một mình, anh không thích. Đúng. Anh thích là cái gì phải nói với nhau để mình chia sẻ. Bây giờ là mình thích bình yên, không có cãi lộn thì chọn đây. Còn thích có người cãi lộn thì chọn đây. Cái mỏ tôi lúc nào tôi cũng dọn sẵn hết trơn á. Chữ nó chạy liên tục trong đầu. Dạ tại vì nãy em hỏi vui thôi chứ em cũng không muốn. Hỏi cho nó tươi đúng không? Dạ. Lâu buồn quá nói chị Lan ơi bây giờ em thèm chữ lộn quá. Kêu tôi ra. Rồi bây giờ nè. Em thấy cô mình nói làm sao? Chắc đẹp. Rất đẹp hả? Dạ. Đúng ý không? Dạ đúng. Đúng ý như anh chị Lan lựa chọn không? Dạ đúng. Đúng ý đúng không? Dạ. Theo yêu cầu rồi đúng không? Dạ. Xa vậy đó. Dạ. Đi chơi thì sao? Anh xuống em xuống anh gì đó bàn nhau thử coi. Anh đi chơi thì gặp ở đâu em? Tại vì công việc của em và sinh sống tại Cần Thơ anh. Cần Thơ hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà tuần để gặp được mấy lần? Một tuần em sẽ được gặp một ngày. Một ngày hả? Vậy tuần để gặp lần hả? Nếu mà gặp ở Cần Thơ em. Dạ. Em định bao lâu lập gia đình? Người đó phù hợp với mình, cũng như là người đó có thể là cùng chí hướng hả? Cùng chí hướng như dạng như là người cũng chạy để mình nương tựa thì mình sẽ lập gia đình. Anh cũng nghĩ vậy đấy. Mình nói cho cô biết là nhà mình cũng có làm dâu hay không? Dạ. Hay là thế nào? Hay là lấy vợ phải về Tiền Giang? Hay là em xuống Cần Thơ? Em làm dâu được không em? Dạ được ạ. Tại vì gia đình có một mình anh là con trai hả? Cũng mới làm dâu. Nhưng mà giờ làm dâu cũng không có gì, ba mẹ anh dễ lắm. Rồi mong muốn mình mấy đứa con nói cho cô biết đi. Mong muốn được mấy đứa con em.
Dạ, cái này cũng do duyên chứ. Như em nghĩ là một trai một gái sẽ hợp hơn. Đúng rồi, anh cũng thích vậy. À, hên quá chứ thôi vụ này cãi lộn cũng mệt lắm. Thì chắc không đâu. Ừ, bước tới đứng gần gần chút nói chuyện đi. Đúng đứng rồi, sao quá. Lên. Đứng tới, đứng nắm lên tay. Đứng lên tươi. Đứng lên. Được. Nắm tay. Cho nắm tay được không em? Nắm hai tay dìu đứng lên. Dìu tới đứng lên. Còn rung không? Dạ còn. Còn rung bây giờ hát bài tặng bạn gái hết rung. Dạ không biết hát. Trời hát dở lắm. Chán ghê luôn. Hát dở lắm. Bạn gái hát một bài tặng cho bạn trai hết rung. Dạ em cũng hát dở. Vậy chị hát cho hai đứa bớt rung. Má em dặn là con gái như Ngọc Nga đó. Bây giờ là tôi nói á, nói cho bạn gái biết bây giờ là nếu như mình lấy nhau về quê em làm gì, anh làm gì, trong gia đình anh sẽ chăm sóc em như thế nào, nói cho cô gái yên tâm đi, để người ta có sự tin tưởng người ta. Nhưng về Tiền Giang chứ em về Tiền Giang được không em? Tiền Giang thì giống như là công việc của em sẽ khó để phát triển rồi. Thì giờ nếu em cưới gì bắt đầu lại từ đầu, anh ở đây mà có gì anh sẽ giúp đỡ được. À, anh ở Tiền Giang là anh ở ở nhà luôn chứ anh? Ở nhà luôn. Đó giờ ở nhà mà không đi làm xa. Làm xa cũng đi sáng đi chiều về à. Dạ. Ừ. Mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ, ok em, cảm ơn em. Anh sẽ thương em thế nào để em khỏi có lo, để đỡ cái tuổi thân đi xa nhà gì, hứa với bạn gái đi, nói cho bạn gái biết đi. Nếu mà em cho anh cơ hội, anh sẽ thương nhiều, rất là nhiều. Để em không có buồn nha. Nếu mà em vợ anh sẽ không bị cô đơn khi về nhà mới đâu. Anh sẽ lo em ở bên em. Anh nắm tay em anh thấy sao? Nói cho em nắm tay em thấy sao em? Em cũng không. Còn thương tươi thấy sao, nói cho con gái biết đi. Nắm tay em rất là vui. Nắm tay mà vui gì? Thấy trong lòng mình sao chứ? Thấy có một chút gì đó, nó rung động. Quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào, nói cho tươi nghe đi em gái. Hai người biết nhường nhịn nhau. Đúng rồi, anh cũng thích trẻ, anh cũng muốn gia đình vui vẻ là anh vui. Nên đơn giản cần đơn giản vậy thôi à. Bây giờ hai đứa tính đi lấy nhau về rồi ai quản lý chi tiêu gia đình, tiền ai giữ, quan trọng lắm đó. Em giữ giùm anh nha, được không? Dạ. Anh giữ giùm anh đi nha. Sao ngon, tươi nôn chưa? Dạ nôn lắm. Nói với bạn gái anh nôn sao đó. Anh nôn được nắm tay em. Tự nhiên anh nôn được nắm tay em. Anh nôn được nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Quá là ngọt ngào. Bây giờ mình ôm giao lưu cái cảm xúc nào. Ôm vô cái coi. Ôm cái coi. Đứng nguyên nha. Đang chứ. Đứng nguyên nha, y nguyên nha, chưa nha. Trời, có lưng nó cong quá. Thẳng rồi tiếng ơi. Rồi xong. Cảm xúc sao tươi? Hả? Rung. Rung hả? Dạ. Được không? Ôm được không? Dạ được. Đã không? Dạ đã. Đã hả? Dạ. Thì ghế ngồi đi. Nhà trai tôi là muốn vợ lắm rồi đó. Rung động rồi đó nha. Nhà gái tôi thì cái gì nó cũng phải có sự thời gian để tìm hiểu. Phải chắc chắn thì mới ok. Nhà trai tôi chắc chắn rồi đó. Mời hai bạn để tay vào nút bấm nào. Bấm cái khâu cho đàn gái chứ nhà trai tôi là bấm á. Bây giờ hai bạn nhắm mắt lại. 3, 2, 1 Bấm. Bấm vô. Ngon lành, chúc mừng. Đó. Giờ chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ nắm tay thì nắm tay chặt vô. Đó. Hùng cái lấy hình nè. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ bên gái Hùng lại nè. Để sát cái má vô cho ta không? Nào. Được không? Hả? Rất là được. Hả? Rất là được. Rất là được luôn. Không có cãi nữa nha. Dạ. Trời ơi, thấy cưng quá. Thiệt á, tôi muốn cặp này cưới liền luôn á. Cưới nhanh hay không là do mình đó nha tươi. Dạ. 2 tháng rồi tươi ơi. Rồi, cứ chạy về tới Cần Thơ vài lần thôi là được cái là đưa ba mẹ xuống liền nha. Dạ. Rồi có gì tôi nói phụ luôn cho. Dạ. Nhà tôi gần đó mà. Dạ dạ. Rồi. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z.
nướng tự động công suất 1500W, xiên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Cặp này hiền lắm nè. Dễ thương quá, gặp mấy cặp rất là dễ thương luôn quý vị. Mong rằng họ sẽ sớm thành đôi, họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi thôi. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ có thể giới thiệu về mình. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Thanh Hương, năm nay 29 tuổi, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện em đang là luật sư. Luật sư hả? Luật sư là căng lắm á. Em hiện đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 3. Rồi bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Thăng, nghề nghiệp của em là chuyên viên pháp lý, cũng là luật. Cái gì vậy? Hai người nói chuyện luật với nhau cũng căng à? Dạ vâng, đúng rồi, em cũng rất là thích có một bạn nữ là cùng học luật ra. À, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi chị. 30 tuổi. 29 gặp 30 đó. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cái này khó chị. Đâu gì đâu có. Điểm mạnh không có, điểm yếu thì nhiều. À thì điểm yếu đi cũng được. Điểm yếu nhiều lắm. Hay quên. Hay quên thì cãi gì người ta luật sư mà hay quên là sao? Dạ nhưng mà cãi với người ta là chuyện mà cái chuyện hay quên, mấy chuyện nhỏ em hay quên lắm. Dù về thì ít mà nói chung là em hơi nam tính một chút. Em sợ là về nhà là gặp bạn bên đó pháp lý rồi cục bụng luật sư hay không cãi nhau khó chữa lắm. Dạ cũng căng rồi ha. Bạn trai thì sao bạn? Bên đây là vậy đó. Cùng nghề với em là rất là thích rồi đấy. Nhưng nhóm cãi là người ta không mà thích. Thì lúc đấy về cô ấy thế nào? Bạn gái là học luật ở đâu bạn? À, mình học ở thành phố bạn. Bạn khóa cao bao nhiêu bạn? À, mình khóa 30. Mình cao 33. Rồi đàn em rồi cưng. Đàn em rồi cưng. Gì mà rồi xong như vậy, người ta mới nói khóa cao 33 đâu có gì đâu mà phải rồi xong. Không, 33 là em nghĩ là 30 anh. Sao lớn được? 33 là khóa sau. Không, 33 số lớn hơn số 30. Số lớn hơn nhưng mà khóa sau đàn em rồi, đẳng cấp thua rồi. Thua cái này thua là chưa đây. Cãi là thấy trận này thua rồi. Ờ, trận này thua rồi đó. Có tìm cho mình một nửa yêu thương nào chưa? Đang đi tìm anh. Học trước đó có tìm được người nào chưa? Trước đấy thì em tìm nhiều lắm anh. Mà duyên nó chưa tới nên là giờ bắt đầu đang đi tìm tiếp này anh. À vậy à? Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ thì em thứ nhất là rất yêu gái đẹp và tôn thờ gái đẹp nên là em rất là thích bạn gái là đẹp một chút. Khùng quá. Dạ vâng. Nếu mà được người mẫu hoặc là càng tốt. Trời ơi. Em làm bên đây người ta sắp xỉu rồi kìa. Ý luật sư khóa 30 bển sao? Dạ nhan sắc của em thì bình bình thôi anh, nhưng bên đó yêu cái đẹp em sợ. Mình tự tin lên bán. Trời ơi chứ gì kể. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em không phải, em toàn đơn phương thích người ta thôi à, thành ra là tính mối tình không được. Chưa có mối tình nào chính thức hết. Dạ không. Dạ, lý do tại sao em ế? Em cũng không nghĩ em ế mà chắc tính của em hơi men chút. Nhưng mà 29 tuổi là hơi lớn rồi đó nha. Em biết mà. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Không muốn rồi. Gia đình có hối thúc gì không? Gia đình thì cũng hỏi thử năm em mới ra trường.
23, 24 vậy. Vậy mình phải mạnh dạn lên một chút xíu nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà em tán cái bạn kêu là bạn thích chơi với em như con trai hơn. Vậy mình phải nữ tính một chút. Chứ bình thường em chơi với mấy bạn kia em chơi cái gì? Thì đâu có gì đâu, đi chơi đánh nhau. Đánh nhau trời. Chơi đánh nhau là chơi gì? Cái gì? Em chào anh. Chào em. Em nói cho anh sợ quá. Tôi thích chơi đánh nhau hả? Dạ phải, tại hồi xưa em học võ. Trời ơi. Thích chơi đá banh. Em không có đá banh, em học võ đá đánh nhau thôi hả? Trời ơi kinh khủng khủng quá. Em nói em men quá hả? Dạ có hơi hơi. Hơi, em thích đàn ông hay đàn bà? Em thích đàn ông. Rõ ràng nha. Dạ, hỏi võ võ đai gì thôi. Đai gì? Dạ em đai đen. Trời ơi, trời ơi. Đứng đây hồi chắc đánh phù mỏ quá. Mình kìa em tuyên bố cũng hơi sốc hàng quá. Dạ. Muốn hoa hậu càng tốt, thích cái đẹp. Mà ổng có đẹp không vậy? Không. Nói trời chứ dễ thương lắm. Em không thích đàn ông gì? Không thích người vô duyên hả? Vô duyên. Có không? Em cực kỳ vô duyên luôn. Trời gì nữa? Ít nhất là cũng khỏe. Ốm yếu quá hả? Ốm yếu em không thích. Có ốm yếu không? Anh nhìn thấy em thì chắc là cũng ốm đấy. Quá yếu. Nãy giờ em không thích hai cái có hết. Không, cái vụ yếu đây chị sẽ kiểm chứng cho. Ừ. Rồi bây giờ em yêu cầu người yêu của em phải phục vụ em những cái gì cho mình có thể mình vui. Rủ em đi chơi, nấu cơm cho em ăn, chọc cười em. Câu dễ vậy đó hả? Trời ơi, tôi dễ ẹt không nội ơi. Dễ tính lắm. Được đúng không anh? Được. Dễ tính lắm mà sao ế ta? Hồi đó giờ toàn đi cua người ta không hả? Dạ đó. Chưa ai cua em hết hả? Thì đó, mấy bạn kia dễ tính quá, mấy bạn sợ. Cái mẫu bạn trai em thích là cái người như thế nào? Qua coi nè. Cao hơn em một chút. Em cao mét mấy? À, em cao mét 55 thôi. Bạn cao khoảng mét 65 trở lên là được. Ok. Cao cao vai rộng, ngồi đằng sau xe ôm xuống chị. Mày ôm cứng ngắc luôn. Cười đẹp. Yêu cầu cao nhất là cười đẹp. Cười sao là đẹp? Ghê hay là không ghê? Cười coi, cười. Có duyên lắm á. Thích hoa hậu thiệt hay chơi? Hoa hậu thì chắc chắn là em nghĩ là ai cũng thích rồi. Nếu mà bảo không thích thì đó là cái sự giả dối. Muốn lấy vợ hoa hậu luôn hả? Các bạn, ui nếu được là đồng ý liền. Chị là nói thiệt mà anh Linh anh nói giỡn. Giỡn nói. Nói thiệt kìa. Nếu được thì lấy và không được thôi. Em không thích cái gì ở người bạn gái? Em không thích là bạn gái là dữ quá, không biết quan tâm tới người khác. Em nghĩ sao nếu mà trong một cái sự bất đồng quan điểm cãi vã mà bạn tay lỡ tay tát người con trai một cái bóp? Chắc là hai người ao luôn. Không, không được. Nếu ai đó tát mình một bên mình đưa má bên kia tát luôn. Đúng rồi. Chứ ai lại ao luôn. Có tát lại bạn không? Em không bao giờ đánh phụ nữ. Đánh có lợi đâu đánh. Nóc ao một cái là bạn ao luôn. Em đi nay có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có. Dạ em chào các chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, dạ chào khán giả. Là em của chị, mình cảm nhận cái bạn của chị mình được hay không chứ? Theo ý em lúc nào em cũng là chị em cứ quyết định đi. Cái đó để cho chị em có cái khách quan để đánh giá. Nhà trai thì sao bạn? Dạ em có anh bạn đi cùng. Anh với anh thấy bạn gái này như thế nào? 29 gặp 30 là được rồi chị. À. Quan trọng là hai bạn có tiến tới với nhau hay không thôi. Rồi cảm ơn hai bên đàn trai và đàn gái. Thôi giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện. Không đúng, em thấy cặp này mình không có ý kiến gì nổi đâu anh Linh à. Chỉ để cho hai người này gặp nhau thôi. Kéo màn. Chỉ có 2 phút thôi nha, đánh nhanh rút gọn. Mình có bộ hoa không bạn? Bạn nói trước đi. Không phải, tại vì cái lúc mà đưa ra tiêu chuẩn bạn trai á thì mình có nêu cái tiêu chuẩn đó là ít nhất cũng phải có khả năng cõng bạn gái lên được 3 tầng lầu á. Cho nên là mình thấy bạn hơi mỏng manh, mình sợ. Như bạn, mình đáp ứng được. Có thể là bình phương lên là 9 tầng. Có nổ quá không? Cõng thử đi. Thử đi. À, ở đây. Thử đi. Có gì đâu ngại. Thử có nổi không? Đứng đây bạn. Thử lên. Tiêu chí chọn chồng của mình mà. À, thử lên. Nhào vô nhất, mau lên. Rồi vô. Rồi đi xuống đi lên. Xuống cầu thang đi lên. Đi tới đi lui. Đó. Rồi đi xuống đi lên nha. Thôi, để người ta nghe cái bịch gì đó. Mệt quá rồi. Thôi nói chung cũng được, cũng khỏe. Cũng khỏe. Được không?
Dạ khỏe. Rồi vậy được rồi, tiêu chí đầu tiên được. Cảm nhận về nhau đi bạn. Mình thấy bạn cũng xinh đẹp. Thi qua hậu được chưa? Được, nhưng thi ở trong lòng em là được. Bạn được trước học luật gì? Mình học luật thương mại. Đợt trước ấy là mình thi không đậu, sau đấy là mình đi nghiệp vụ, rồi mình mới quay lại học. Ở đây không có chuyện nói chuyện học, ở đây nó nói chuyện tình yêu. Theo mình ấy, là cái quan niệm về tình yêu là cái sự hy sinh. Đỉnh cao của võ công là tốc độ, đỉnh cao của tình yêu là đức hy sinh. Được hy sinh cho người mình yêu ấy, đó là cái điều vĩ đại nhất và hạnh phúc nhất. Bạn tức hy sinh gì cho người yêu ta? Nếu mà hai người đã yêu nhau rồi, thứ nhất mình phải nhường nhịn và biết chia sẻ. Bạn biết nấu ăn không? Có, mình biết. Nếu bạn không biết nấu ăn ấy, thì nếu mà hai người thực sự yêu nhau rồi, mình có thể là đầu tư cho bạn một khóa là khoảng 20 triệu cho bạn đi học một bếp trưởng luôn. Nhớ nha. Tôi tính là chừng nào kết hôn được nè. Bạn tính năm nào kết hôn nè? Từ giờ cho đi năm nào cũng được. Mình đâu có tính chuyện đó đâu. Thì mình cũng đặt ra là khoảng là 2 đến 5 năm nữa. Nếu được ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng sớm hơn. Lớn tuổi quá để con khó lắm. Hãy nói một cái điều gì đó cho bạn ấy tin nào. Mỗi người một câu cuối cùng. Nếu mà chúng mình mà đến được với nhau ấy, nếu mà hai người mà có soạn cái nội quy hay là cái gì đấy thì mình sẽ là thực hiện tốt cái điều đấy. Thôi hết giờ. Suy nghĩ đi. Tự quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hợp mà, vui mà. Hai người này lấy nhau vui lắm. Nào, nãy ẩm rồi giờ nắm tay cái để mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt nào. Nói gì nói, chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúc hai bạn nhiều sức khỏe. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng và tất cả các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Nào, hãy đưa bạn mình đi tìm hiểu đi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta phải theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nơi đây đã kết đôi rất nhiều cặp, họ đã lấy nhau, họ đã sinh con đẻ cái, họ đang hạnh phúc với nhau rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng hôn nhân là một điều hết sức hệ trọng, tình yêu là một điều gì đó xuất phát từ trái tim, từ tâm hồn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò vừa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Các bạn có thể theo dõi thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc là xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Rồi, bây giờ có nhà gái qua ra rồi đó. Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Long, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Quang Đạt, năm nay 33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện em làm ở Tây Ninh làm bên văn phòng và em cũng mới vừa chuyển lên đó cách đây khoảng 2 ngày. 2 ngày, Đạt làm gì trên Tây Ninh Đạt? Dạ, em làm kế toán. Kế toán hả? Dạ. À. Rồi mình ở Tây Ninh có một mình hả? Dạ, ở đó là ở công ty với mấy anh em trên đó luôn. Mấy anh em đó luôn. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, nhà gái giới thiệu cho mình nha. Dạ chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào khán giả trường quay. Và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh 1990, quê quán em ở Đà Nẵng. Đà Nẵng hả Kiều? Dạ, em ở Đà thôi, Nẵng. Thôi vậy sát bên. Cùng khúc ruột miền Trung ha. Kiều 32 tuổi Đà Nẵng, còn Đạt 33 tuổi ở Quảng Ngãi, rất hợp lý. Kiều làm gì Kiều? Dạ em làm công việc bán thuốc anh. Hả? Dạ công việc bán thuốc anh ơi. Bán thuốc á, mình dạ. Mình bán ở đâu Kiều hả? Bán thuốc. Dạ em bán ở quê luôn chị. À. Ở dạ. Đâu? Bán ở dạ, quê em luôn. Bán ở Đà Nẵng luôn anh. À Đà Nẵng luôn hả? Từ Đà Nẵng vô đây á hả? Dạ. Rồi thôi chuyển kế toán về Đà Nẵng thôi. Rồi mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi Kiều. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. À, còn khuyết điểm là tính em hơi ngang bướng. Hơi ngang bướng hả? Bên đây vui vẻ hòa đồng với hơi ngang chút xíu thôi. Yeah. Nhà trai thì sao? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Nhược điểm của em là ít nói và không uống được rượu bia. Uống là chỉ có một lon là sai. Vậy là ưu điểm với nhược điểm gì?
không làm nghề em mà không uống được là nhược điểm. Đâu có, nói thì thôi chứ giờ đâu phải rượu bắt khả ép nha. Dạ. Thật ra là không có sao đâu, mình không uống là tốt quá, uống ít cũng vui vui tí thôi. Dạ. Là hồi xưa là em cũng học ngoài Đà Nẵng, học ngoài đó 4 năm. Và sau đó thì cũng mới đi làm trong này. Học Đà Nẵng 4 năm học gì à, em? Em học đại học ngoài đó. Đại học ngoài Đà Nẵng hả? Dạ. Trời ơi, gì mới sinh ra Tây Ninh mới 2 ngày gặp ở Đà Nẵng rồi. Biết đâu tuần sau dọn về Đà Nẵng thì sao, đúng không? Dạ. Cái đó thì đối với em là không vấn đề. Bởi vì quan điểm của em đó thì đầu tiên là gia đình, công việc. Công việc của mình thì chủ yếu là để mình có thu nhập để lo cho gia đình. Rồi đâu có tiền là mình có mặt ở đó, đúng không? Dạ. À, bây giờ thì mình nói về đường tình duyên đi. Dạ, tình duyên thì em nói thực chất tới nay thì nếu nói về chính thức em cũng chưa có mối tình chính thức nào kiểu là một là mình đơn phương người ta hoặc là người ta đơn phương mình. Thì lúc trước làm bên kia đó thì kiểu như thì mình em cũng thích người ta thì bình thường là em cũng nói, nhưng mà khi mà gặp trực tiếp đó, thì nhiều lúc là đa không nói được, hoặc là nhiều lúc là kiểu như suy nghĩ máy nói làm kiểu như người ta thấy nó quá lố đó, người ta không thích. Còn mình có những bạn thì cũng ái thì kiểu như tỏ tình với em mà em thấy tính không hợp, với lại em thấy không có sự chín chắn lắm, mà em thì không muốn trễ cái thời gian hái của người ta thì em từ chối. Từ chối và em tránh không có liên lạc nói chuyện. Rõ ràng ha. Dạ. Mình không thích là mình nói luôn. Dạ. Bên đây chưa có mối tình dắt dai nào hết, chỉ có đơn phương qua lại thôi đó. Trời ơi, đơn phương qua lại rồi. Đúng rồi. Từ chối nữa hả? Ừ. Từ chối chi vậy không biết nữa. Thì tao không hợp tao từ chối luôn chứ sao? Thì tao quen đi cho nếm mùi vị. Đây là coi như nguyên vẹn nha. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình quen xa sau đó không thành. À quen xa quá cho nên thôi chia tay hả? Dạ. Mà quen lâu chưa? Dạ quen một năm rồi chị. Quen một năm rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng được một năm rồi chị. À bên đây cũng đơn giản lắm, quen năm mà tại yêu xa nên không tới được. À, cũng như không, quen có năm mà yêu xa coi như trật lất luôn rồi. Chào nhà trai. Chào chị. Bây giờ sao nè, giờ mình mong muốn có bạn gái như thế nào nè? À, thì em mong muốn bạn gái đó thì kiểu như chín chắn xíu, biết lo gia đình, còn nhiều lúc nắng mưa một xíu cũng không sao. Bởi vì trong tình yêu mà hoặc trong gia đình thì phải có lúc này lúc kia, đâu thể lúc nào em nó cũng suôn sẻ được đâu. Trời, chín chắn dữ vậy đó hả? Ừ. Miễn thì, lo cho gia đình được. Bởi vì em cũng có tính là nhiều lúc là em không có giữ trong làm tối gì em nói mình nói đâu là sao, xong rồi nhiều lúc nói không suy nghĩ, nhiều lúc nói cũng hơi mất làm. À, trời ơi. Kiểu như nói không suy nghĩ cứ mở miệng nói. Cái này là mệt lắm á. Đúng. Cái này dễ mất lòng lắm á. Dạ, giống dạ. Như mới vừa gặp Ngọc Lan nói sao chị mập quá vậy? Thì xấu quá. Thì ghê. Không, mấy cái đó thì không, nhưng mà nhiều không lúc giận á. Ví dụ đơn giản với nhau thì nhiều lúc nói. Cho nên là em phải cần có một người thật sự là hiểu cái tính cách của em thì mới có thể vui đùa cùng với lại cái sự vui đùa của em. Nhiều khi mình đùa mà người ta không hiểu, cái đó nó cũng khó lắm. Yeah. Mình có cái hình mẫu nào không? Dạ thì nói về cái hình mẫu á, thì cái yêu cầu của em á, thì bạn nữ thì gọi là mẫu hình là không quá xấu là được, và chủ yếu là em quan tâm cái tính cách. À, rồi. Không có cô gái nào xấu hết. Đúng. Cô gái của chị rất xinh. Chị có quá xấu ý hả? Dạ. Không biết làm đẹp thôi. Trời trời con gái. Nhiều lúc tôi muốn bỏ nghề ghê. Muốn bỏ nghề mai mối luôn. Tại ông đó. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng, một mẫu hình như thế nào? Nói chung em cũng không có mẫu hình lý tưởng gì. Chỉ cần yêu thương chân thành. Yêu là được. Hiểu quan tâm được. Ừ, bên kia chỉ cần chăm sóc gia đình là được. Lo cho gia đình là được. Bên đây cũng vậy thôi đúng không? Hai bạn này đơn giản quá ha. Đơn giản vậy thôi. Vậy thôi thôi để gặp nhau đi ha. Không mình hỏi người thân á. Vậy đi. Ừ. Người thân mình đi với ai cưng? Đi với bạn. Bạn. Bạn ơi. Khách. Mình tỏ ra. Xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Trước hết là em là bạn của anh Đạt ạ. Thì anh Đạt là một người rất là nhiệt tình và rất là tốt bụng. Anh xin nhận xét về chị gái bên đây, thì chị bên đây là người theo em nhìn đó là chị ấy là người rất là mẫu người của gia đình, chị ấy nhìn rất là chững chạc, em nghĩ là sẽ hợp với anh Đạt, thì em mong hai người sẽ bấm nút và dành cơ hội cho nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn. Cảm ơn em trai. Cảm ơn.
Chiều đi với ai? Dạ em đi với chị và bà. À chị hả? Chào chị ruột Kiều á hả? Dạ chị bà con. Chị bà con. À chị có nói đi chị. À, chào Quyền Linh. Được rồi chị. Chào Quyền Linh, Ngọc Lan, mình là chị của bạn Thanh Kiều. À, mình tới đây là để ủng hộ bạn, tại vì bạn từ ngoài Đà Nẵng vào đây có một mình. Dạ. À, thì theo như qua trao đổi và nói chuyện ấy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được Kiều. À, thì em cứ cho bạn đó một cơ hội để tụi em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tại vì em gái của em thì cái tính nó cũng hơi ngang. Hơi ngang hả? Hơi ngang. Đâm ra là có gì thì tụi em cứ tìm hiểu nhau để là có gì nếu mà có cơ hội thì tụi mình tới với nhau nó hay hơn. À. Dạ cảm ơn chị. Thôi mở rào bắt đầu nha Đạt. Mình cứ tiến về Đà Nẵng thôi. Rồi tấn công đi chàng trai. Có món quà đẹp. Cho phép mình đeo lên. Trời ơi. Đứng xích qua đây, xích ra giữa, ra giữa. Xích qua đây. Rồi hai bạn. Bên đây tay phải. Quá trời đẹp. Trần Tiến có bài hát Chiếc Vòng Cầu Hôn đó. Vòng tay cầu hôn tình yêu của anh. Trung dữ vậy. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Kìa 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 kìa. Nhận quà em ơi, nhận quà. Em có món quà tặng anh. Cảm ơn. Rồi hai bạn về chỗ. Rồi ngồi thẳng lên lát cho đẹp. Rồi hai bạn quay mặt qua nói chuyện đi. Chào anh thấy em thế nào? Hơn mong đợi. Hơn mong đợi là sao anh? Thì hồi nãy giờ đó, qua cái trao đổi và cái thông tin á thì thấy cũng ổn, cái tính thì nói ngon xíu thì không sao, thì nhiều lúc mình cũng nhịn, nhưng mà nhiều lúc nhịn đó thì mình sẽ chọn là im lặng, thật lẽ mình sẽ không nói lại, bởi vì khi mình nói lại đó thì thường là mình sẽ đấy. Cho nên khi mà nhiều lúc bận ngon hay bận gì đó thì lúc đó có thể mình sẽ chọn im lặng để từ từ nó qua. Và không, cái thông tin nãy riêng đấy, Đà Nẵng là bọn ở quận nào? Dạ em ở quận Thanh Khê. Thanh Khê, hồi xưa mình học cũng ở đó. Và chị anh sinh sống và làm ở đây luôn à? Sinh sống làm ở đây thì mới vừa lên Tây Ninh cách đây ngày 29. Bạn ấy đi bôn ba khắp nơi luôn á? Không, nếu nói về đi thì em đi cũng khá nhiều rồi. Từ Huế mà tới Cà Mau hầu như tỉnh nào em cũng đi rồi. Cho nên nhiều lúc làm đi miết, cho nên bây giờ cũng muốn ổn định một chỗ. Bây giờ mình nói cho nhau nghe về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Quan điểm của mỗi bên đi. Thì quan điểm của em hôn nhân đó, thì cái đó là cái sự đồng thuận của hai bên. Và hồi nãy em cũng nói có sự nhường nhịn và son sẻ nhau, chứ không phải là của người này hay của người kia, mà nói là của chung gia đình. Và quan điểm của em đó thì ví dụ như em thì em cũng không rượu bia gì nhiều, không rượu bia, cho nên em đi làm thì em chỉ về nhà hoặc là đi uống cà phê đó thôi. Còn liên quan mà ví dụ lương của em thì nếu bạn nữ muốn thì em sẽ đưa, em cũng không giữ, bởi vì em cũng không có tiêu, không làm gì nhiều. Quan điểm bên nhà gái với em thế nào, nói đi. Nói chung là nếu mà tìm hiểu được thì mình xác định tới. Còn nói chung là yêu hay sao thì phải tôn trọng, hiểu nhau, chia sẻ công việc cho nhau. Rồi bây giờ hai bạn tính chuyện hẹn hò như thế nào nè? Người Đà Nẵng đó. Nếu như mà được đó, thì hiện tại đó thì em có thể sắp xếp cuối tuần, chủ nhật em ra đó, có thể là một tuần hoặc hai tuần ra một lần. Chúng tôi có nhiều cặp đôi nha. Khi thời gian mà xác định đó thì có thể em sẽ chuyển. Nếu tùy theo bên bạn nữ. Đó, rồi giờ bạn nữ thấy vậy, bạn nữ có ý kiến gì không? Anh nói cái này để cho các bạn tự tin xíu nè. Ở trong chương trình này
có những cặp đôi là người ở miền Tây, người ở Đà Nẵng, người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Nha Trang, rồi người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Hà Nội vân vân, nhưng chỉ cần trong vòng một tháng thôi là họ đăng ký kết hôn luôn. Đấy, nói các bạn tự tin, thật ra cái khoảng đường nó không xa gì, biết đâu chúng ta hiểu được nhau, yêu nhau là không có gì trắc trở chứ. Như bạn này á, thật ra bạn đi cũng rất là nhiều nơi, bạn thay đổi công việc kế toán cũng không khó gì đối với bạn ấy, thành ra là đừng có lo lắng gì cả. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau và có yêu thương nhau không thôi. Thành ra sợ em gái lo lắng cái chuyện đường xá xa xôi thôi, yêu xa xưa thôi. Yêu xa chia tay đó. Đó thì bởi vì nãy giờ ngồi có vẻ hơi căng thẳng đúng không? Em thấy thì sao? Nói chung là mới gặp nay cũng chưa hiểu rõ là sâu lắm. Đó. Em hỏi đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ là hai đứa mình yêu nhau tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu? Cái này đó, nếu yêu nhau mà thấy hợp đó thì chỉ cần bọn nữ quyết định thì bên em giờ nào cũng được. Giờ nào cũng được luôn, thấy chưa? Dứt khoát giờ nào cũng được hết. Cô gái thì hơi ngang bướng hay gọi là hơi lì chút xíu á, em có chịu được không? Dạ thì nói chung là mình sẽ chịu được, nhưng mà sẽ cũng sẽ có đau lúc đó, bởi vì không ai hứa trước được gì, thì lúc đó thì mình phải cố để qua đâu, bởi vì nó là sóng gió của cuộc đời mà. Hay quá. Em gái thấy làm sao? Em thấy cũng được. Thấy cũng được. Chị thấy em còn vấn đề gì lo lắng đúng không? Em lo lắng cái gì thì em nói đi, để may ra thì chị với anh Quyền Linh có thể giải quyết được, có thể giải tỏa được cho em. Nói chung là quen xa nên em cũng hơi ngại. Vậy ta hơi ngại vấn đề hơi xa đó, là em có tấn công quyết liệt không? Dạ nếu mà quyết định đó thì ngay liền không được, nhưng mà sau một hai tháng thì em có thể di chuyển ra Đà Nẵng. Thấy chưa? Dạ. Sau vài tháng thôi ta chuyển ra Đà Nẵng luôn. Một hai tháng thôi, không xa đâu. Nếu như ngày hôm nay các bạn quyết định cho nhau cơ hội, chị nghĩ là các bạn nên cho nhau cơ hội đi. Chàng trai này quyết liệt lắm. Bạn ấy rất là quyết liệt luôn đó. Thật ra một con người mà rạn lĩnh như thế cũng khó lắm nha. Đã yêu là dời luôn. Đúng rồi. Mà kế toán thật ra là cũng rất là khó. Chủ động trong cuộc sống, rất là hay luôn. Mà bạn ấy đã từng đi rất là nhiều nơi để bạn nói đó. Nhiều nơi lắm. Em từ Đà Nẵng bay vào luôn hả? Dạ. Vấn đề là cái tính cách hay là tất cả mọi thứ có phù hợp hay không thôi. Đúng rồi. Bây giờ mình tạo giao lưu cảm xúc xíu nào. Mà em trai đứng lên. Mạnh mẽ lên à. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Nắm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau. Tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Đúng hai rồi. Hai tay bên kia luôn. Rồi, mình đó, đó, mình cầm như vậy. Mình thấy thì sao? Cái này cũng chưa yêu. Lật đầu. Đó, đây, đây. Lật đầu nắm tay. Đó, rồi. Nắm gì nè. Đó. Chặt vô, nắm chặt vô, trời ơi. Lần đầu em trai tôi chưa có biết yêu. Còn zin luôn á. Không. Có chưa? Gật nhẹ quá, không tự tin. Gật mạnh lên là còn không? Thấy chưa? Nhà trai tôi chưa yêu lần nào hết trơn á. Nhà gái dù sao cũng có mối tình rồi. Thật ra người này khó tìm lắm. Bây giờ á 17, 18 yêu hết trơn rồi. Dạ. Thấy không? Yêu tới cái gì luôn á. Tới cái gì thấy không? Thành ra giờ đây là người trong trắng ngây thơ, chưa có kinh nghiệm gì yêu. Mà đã yêu là yêu quyết liệt này, yêu không buông luôn nha. Không kinh nghiệm yêu nhưng kinh nghiệm sống. Đúng rất rồi. Là nhiều. Bây giờ nè, em trai nói những cái gì, suy nghĩ về người đối diện, em thấy cảm xúc thế nào với người đối diện, em cứ nói hết lên, nói lớn lên, mạnh mẽ lên nào. Chinh phục người ta coi nè. Nói gì nè. Nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ cố gắng hết mình. Nói chung quan điểm sống của anh là khi mình làm gì là mình sẽ làm hết mình, để sau này mình sẽ không hối tiếc và không hối hận. Và khi cái gì nó đã qua đâu thì qua, không bao giờ mình nhìn lại. Bởi vì sống là mình sống cho hiện tại, mình sống tốt hiện tại thì mình quá khứ mình nhìn lại nó sẽ thấy tốt. Và cái tương lai, cái hiện tại có nghĩa là cái tương lai của ngày hôm qua. Hát tặng bài luôn.
cái hát thì thật chắc là em nghe nhạc rất là nhiều nhưng mà em không thuộc được cái đoạn nào câu thôi. Thôi em cứ hát bài nào thôi. Em cứ nói chị Lan nhắc cho. Về Quảng Ngãi mình ơi. À, bài đó thì không nhắc được tại không biết. Vì đó là em không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Tại yêu em bằng mây ngàn biển rộng, tại yêu em trong quan tàng ngày tặng. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Hát mà không kịp nhắc luôn đó. Rồi. Về chỗ. Em gái có thể hát lại đi. Ủa? Hả? Em không thuộc bài nào ấy. Thuộc bài đúng không? Thật sự á, anh nói á, em trai rất là chân thành luôn đó. Nha. Em đừng có lo lắng điều gì hết đó. Mở lòng ra đi nha. Rồi thôi được rồi. Mình về ghế mình ngồi đi. Quyết định là do em thôi. Những gì nhà trai đã nói hết rồi. Nhà trai đã cố gắng hết sức mình rồi. Nếu em cảm giác đây là một người mà em có thể cho họ một cơ hội để tiến xa hơn, 2 tháng sau họ về Đà Nẵng luôn ha, thì em cho cơ hội. Còn nếu không thích thì không cần bấm nha. Không có gì ép buộc con tim mình cả. Hãy làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Để tay vào đi em gái. Đạt. Ê Đại. Ê em trai chú quên. Bên em trái là Đạt. Lo nói bên đây quên bên đây. Buồn ngủ lắm rồi. Kiều Đạt ha. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ sau khi đưa ra quyết định. Bởi vì đây là một cái quyết định, nó là một cái bước ngoặt của cuộc đời mình. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Lo cái cô này dễ sợ luôn vậy đó. Không, nãy tôi nói nhỏ. Nắm tay đi nào. Chính thức mình hẹn hò. Đây. Anh chị nắm tay này anh trai. Để vậy hết, để vô. Nó chưa có yêu lần nào nắm chặt vô. Không có buông nhau nha. Không. Cô gái này hơi bướng một chút nhưng mà chị nghĩ là với cái sự dịu dàng của em, với cái sự quyết liệt của em sẽ chinh phục được cổ. Quyết liệt lên. Một nụ hôn đầu tiên ngay má rồi. Để nguyên đầu tiên, từ từ đầu tiên mà lâu lâu một chút, hít vô. Hít vô chứ không có chinh gì nhìn mình. Đáng ghê vậy. Hát mà mình hát tình cảm vô. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em câu đó. Nó hát giật mình luôn á. Có nghĩa là không cần biết em là ai không? Không cần biết em là ai. Nhớ hát cái khổ kỹ lên. Em biết không giờ em hát dở, em đâu có hát đâu. Không phải hát dở nhưng cái thái độ hát đó. Em biết là nó không có biết. Nhưng mà cái không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Làm ơi. Thôi đi ông đừng có ô về, thằng nhỏ không có hát như vậy. Choáng luôn. Thôi. Không cần biết em là ai, tình cảm vô nha. Nó chưa yêu lần nào, tội nghiệp lắm. Còn bên bên gái, ha, bên nhà gái bấm tôi hạnh phúc luôn á. Cũng tôi hồi hộp. Thiệt á. Ráng nha em gái, anh năn nỉ em á. Anh thấy tự nhiên thấy quý người đàn ông này đó. Nha. Tụi em phải cố gắng lên. Cố gắng lên nha. Tụi em còn rất trẻ cho nên có thể có nhiều cái tụi em chưa có va vấp. Nên khi mà mình bắt đầu cái cuộc sống này nè thì là mình sẽ có rất là nhiều cái va chạm. Mình sẽ còn nhiều cái cảm xúc khác nhau nữa. Rồi. Cho nên là phải cố gắng thì mới có được nhau nha. Lo lắng, chăm sóc, quan tâm cho em gái. Ngược lại cũng thế ha. Yêu xa không có quan trọng quan đâu trọng. Có xa đâu, nhiêu đó đâu có xa. Có cả ngàn cây chứ nhiêu đâu có xa đâu. Nhưng mà bây giờ cái hệ thống xã hội, mạng xã hội nó nhiều lắm. Đúng rồi. Gặp nhau hàng ngày, nhắn tin, FaceTime, Zalo, Facebook. Chúc xuống sinh liền ha. Ha. Nhớ chưa? Kẹt lắm, ta gửi xe Tây Ninh, bánh tráng trộn Tây Ninh, nó gửi xe đò về Đà Nẵng cho ăn riết ghiền. Tới chừng nào đó mình về luôn. Được chưa? Thấy vui không em trai? Này nó hiền khô thiệt á. Có muốn nói gì với gia đình không? Gia đình đang coi TV ở nhà. Ma má ơi, con có người yêu rồi. Hả? Người yêu đầu đời, nụ hôn đầu đời. Không cần biết em là ai, không cần biết em là ai luôn. Dạ chào chị, dạ cho em hỏi trước là Tết năm nay là không biết chị có kế hoạch gì không ạ?
Tết năm nay thì là Tường cũng giống như mọi năm thôi, là Tường sẽ khoảng tầm 20 ồ năm nay thì không có 30 quý vị, năm nay Tết chỉ có 29 thôi, cho nên là thường thường mỗi năm là tối 28 Tường sẽ có làm một cái buổi tất niên tại nhà, rủ những cái bạn bè của mình tới để mà chia sẻ những cái câu chuyện trong suốt một năm qua mình đã có thành tựu gì, hoặc là mình đã có những cái gì mình chưa làm được, hoặc là vui buồn mình chia sẻ với nhau. Thì năm nay sẽ giờ là 27, tại vì mình mất ngày 30 thì là 27. Sau đó thì có thể bình thường là sáng 28 thì Tường sẽ về quê. Về quê rồi Tường sẽ đi chợ Tết, tại vì Tường thích cái không khí đi chợ Tết lắm. Nhất là không khí chợ Tết ở dưới quê, nó vẫn còn có những cái cảnh là có những cái người họ cầm những cái cành mai á, ở dưới quê họ đi ghe ở từ ở bên vườn ở bên Cù Lao họ đi qua, họ bán những cái cành cây, những cái cành mai nhỏ. Chứ trên thành phố thì đôi lúc mình thấy là mai là chậu lớn đúng không? Nhưng mà những cái cảnh bán mai cành nó vẫn còn ở dưới quê. Tường rất là thích cái không khí đó. Rồi sẽ đi mua những cặp dưa để mà người ta có khắc tên, khắc chữ vô. Cái thú vui của Tường, Tường rất là thích những cái không khí những ngày trước Tết. Tại vì Tường nghĩ rằng là trước Tết nó mới là Tết, còn đến Tết là nó hết Tết rồi quý vị. Bắt đầu nghe mùng 1 một cái là thấy xong rồi, mùng 2, mùng 3 là không còn Tết nữa. Nên Tường giống như nào cũng như trẻ thơ, thích cái không khí trước Tết, đi mua bao lì xì, tối về lấy tiền bỏ vô bao lì xì. Hồi trẻ thì làm cái thú vui là mình được nhận lì xì, còn Tết nào tôi cũng phải đau đầu là tôi sẽ lì xì cho ai, bao nhiêu. Trong cái khổ là cái khổ mất mát, tốn tiền, nhưng nó mang lại niềm vui. Bởi vì khi cái người ta nhận được cái bao lì xì của mình, người ta vui, đó là cái niềm vui của mình. Nên Tường rất là thích Tết nha. Là Tết nào thì gia đình Tường cũng là đêm giao thừa, sẽ nấu cúng ông bà tổ tiên, rồi ngồi quay quần ăn xôi ăn chè. Mùng 1 thì cả nhà sẽ đi viếng với nhau 10 cảnh chùa. Và năm nay thì cũng như vậy thôi. Thì khoảng tầm mùng 3 thì Tường sẽ quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, rồi đây là một câu hỏi vui. Theo chị, 10 thứ bắt buộc phải có trong dịp Tết là gì? 10 thứ bắt buộc phải có trong dịp Tết. Cái thứ nhất là bao lì xì, cái thứ hai là cái mâm ngũ quả, cái thứ ba là một cây mai, cái thứ tư là một cái cây tắc, cái tắc ở đây còn là cái quý đó quý vị, đó nhà Tường là một cây quý ha. Rồi một cái cặp bông dạng thọ là không thể nào thiếu, là Tường cái nào cũng đi mua hết. Rồi kế tiếp đó là cái gì ạ? Hột dưa không thể thiếu, và cái nữa là mứt dừa đó. Và một cái điều nữa em hỏi là 10 cái không thể thiếu hả, đó là đi chùa. Nhà Tường thì nãy Tường chia sẻ rồi, luôn luôn phải là đi chùa. Kế tiếp là đi thăm viếng ông bà, và cái nữa là gặp tụ tập bạn bè và ăn nhậu, cái đó là không thể thiếu. Chị hãy gửi một lời chúc Tết khán giả theo phong cách riêng của mình. Theo phong cách riêng thì thật ra năm nào á, Tường hay chúc Tết, Tường cũng có chẹ bỏ vào cái chữ Cát Tường, tại vì Cát Tường là cái tên của Cát Tường, giống như là chúc quý vị một năm mới là nhiều sức khỏe nè, an khang thịnh vượng, nhưng mà luôn luôn cái gì cũng phải có là mọi sự Cát Tường, lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà năm nay thì Tường muốn chúc rằng là chúc cho quý vị chúng ta cũng luôn có nhiều sức khỏe, chúng ta cũng thành công trong cái công việc, ai đang đeo đuổi ước mơ gì thì sẽ thực hiện được ước mơ đó. Bởi vì trong một cái mùa đại dịch là chúng ta đã bị ngăn chặn thực hiện những kế hoạch và những ước mơ rồi, và cái điều ước duy nhất là con Covid đừng ghé thăm nhà chúng ta. Đó, đặc biệt không quý vị? Quá đặc biệt đúng không ạ? Happy New Year. Dạ, cảm ơn chị. Mà nhanh ngọn.